tiên vương tái xuất. chương 380, thư khiêu chiến của võ thánh tóc ông già không phải kiểu bạc trắng, mà là màu bạc, tựa như những sợi chỉ bạc. Còn nữa, khuôn mặt cũng không có vẻ nhăn nheo già nua, ngược lại nhìn lại giống như người cỡ tuổi trung niên, nhìn thoáng qua trông như người lão hóa ngược. Vào khoảnh khắc ông già đó mở mắt, hơi thở phả ra từ mũi ông ta tạo thành hai luồng khí như một vật thể màu trắng dài giống như cự long. Hai mắt sáng ngời như thần, giống như những ánh đèn trời. Đúng lúc này, một con cá voi lưng gù to lớn nhanh chóng bơi tới, nó há cái miệng to ra định cắn xé. Nhưng ông già kia vẫn cứ thong dong như chẳng thấy gì, tức khắc, một đòn tấn công khuấy động luồng nước, chớp mắt một cái, người con cá voi to cách xù kia bị cắt làm hai, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ nước biển. Mà ông già kia thì lại đang bay lên với tốc độ cực nhanh, nước biển trên đỉnh đầu giống như một cánh cổng lớn, từ từ mở ra tạo đường cho ông ta bay lên. Đường bay của ông già giống như xé tan khoảng không, nước biển bị tách ra, nếu giờ mà có thêm người nào đó ở đây nữa, họ nhất định sẽ kinh hãi vì bước đi như thần này. Dẫu sao thì nó cũng không giống như việc phong thiên lôi bổ đôi nước sông. Bởi đây là biển cả minh mông. Audio điện tử võ tấn bền. Bởi vậy, có thể thấy được ông già này lợi hại đến cỡ nào. Đây là vì nội lực đã đạt tới một trình độ mạnh mẽ nhất định, ông già bước thong dong từng bước một mỗi bước chân của ông ta đạp lên không khí bay lên cao chẳng mấy chốc ông ta đã lên tới đỉnh hóng gió bên trên lão tổ người đàn ông trước mắt kia chắp tay cúi đầu hành lễ về phần ông già ông ta chắp hai tay ra sau lưng nhìn về phía gợn sóng phập phồng nơi biển rộng chúc mừng lão tổ thần công lại được cải tiến lên một trình độ mới e là thần công đã được luyện thành lô hỏa thuần thanh thậm chí còn sửa cũ thành mới có điểm khác biệt người đàn ông kia mở miệng nói trước sau vẫn luôn cúi đầu. Hai, vẫn còn kém một chút nữa kìa, ông già từ tốn mở miệng nói. Dùng võ nhập đạo, nói dễ hơn làm. Cách xé rách khoảng không này, khoảng cách đạt tới cảnh giới dùng võ thành tiên cũng không còn xa nữa. Nội lực trước sau vẫn chỉ là nội lực, nếu để so sánh với những tu pháp sử dụng linh lực thì vẫn có chút tranh lệch, nếu như có thể tự mài rũa luyện chế đến nội vòng hóa linh trong truyền thuyết, thì hiện tại linh khí trên trái đất đã khô kiệt rồi lão tổ ta đây cũng có lòng tin một ngày nào đó mình sẽ bước tới con đường kinh thiên động địa. Tới lúc đó, đất trời minh mông, chạy đi đâu mà chẳng được. Tới lúc đó, được cả thời đại tôn vinh, ai dám không phục ta. Rất rõ ràng, ông già này có hoài bão và sự kiên trì cực lớn, có nghị lực hơn người, thậm chí còn muốn dùng võ nhập đạo, bước chân đến cảnh giới trong truyền thuyết. Mà ông già này không phải ai khác, chính là võ thánh nhà họ Chu, Chu Càn Khôn dám lấy cái tên càn khôn, như vậy cũng đủ để nói lên tất thảy. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chu càn khôn khoanh tay đứng bên trong đỉnh hóng gió. Chu Long bị giết rồi, người đàn ông kia hơi do dự một chút, sau đó mới nói ra tin tức này. Cổ họng Chu càn khôn không một gợn sóng, ông ta cũng không hé răng nói nửa lời. Nhưng mặt biển thì lại không bình tĩnh như vậy, chớp mắt một cái, một con sóng lớn cao hơn chục mét nổi trên mặt biển, rồi ập vào phương xa, tức khắc, mặt biển sóng gió cuồn cuộn, biển động như vũ bão. Nhưng điều kỳ quái chính là, mặc cho mặt biển có nổi sóng lớn ngập trời thế nào, thì đình hóng gió vẫn vững vàng như Thái Sơn. Không hề dao động chút nào. Người đàn ông kia lộ vẻ hoảng sợ, nhưng ngay giây tiếp theo, mặt biển lại lập tức trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Được rồi, xem ra đã lâu ta không ra ngoài giết người, cho nên, ở thời đại này, bọn họ đã quên mất ta rồi. Qua giọng điệu của Chu Càn Khôn, cũng đủ để nghe thấy được sát ý bao hàm trong đó, hơn nữa, phần nước dưới chân đỉnh hóng gió đã bắt đầu đóng băng. Là nhà họ lục hay nhà họ lâm, chu càn khôn hừ lạnh, mở miệng nói. Là một tên trẻ tuổi, tên là Lạc Vô Cực, trong lòng người đàn ông kia dấy lên cảm giác ớn lạnh, rất rõ ràng, lão tổ đã nổi giận thật sự, nước biển dưới chân đã bắt đầu đóng băng. Phó Thánh giận dữ, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Một tên trẻ tuổi, chu càn khôn sừng sốt, hơi kinh ngạc một chút. Long Nhi từ lâu đã luyện thành mình đồng ra sắt. đau thương không thể chạm tới hay gây ra tổn thương cho cơ thể nó, đã bước vào thời kỳ võ đạo tuyệt đỉnh, nếu không phải vì chân lý không bỏ ra 100 năm tu luyện không thể thành võ thánh, thì e là nó đã sớm bước vào cảnh giới võ thánh như ta rồi, vậy mà giờ một người trẻ tuổi có thể giết được nó sao? Chu Càn Khôn nghi hoặc, Chu Long là người kế thừa mà ông ta nhắm từ trước, từ nhỏ đã bộc lộ tố chất của một thiên tài, thậm chí ông ta còn dẫn theo Chu Long theo bên người, đích thân chỉ dạy cho Chu Long trong suốt 10 năm. Vậy mà giờ lại có người dám giết Chu Long, đương nhiên lửa giận trong Chu Càn Khôn phải bốc lên ngút trời rồi, chỉ có điều, nếu bọn họ đã đạt tới cảnh giới võ thánh này thì tất nhiên sẽ không để lộ quá rõ việc không hài lòng trên mặt, cho nên sóng biển vừa rồi là đại diện cho lửa giận trong lòng ông ta. Thật sự là một người trẻ tuổi ạ, à, lão tổ mời người xem. Người đàn ông nói xong, anh ta lập tức móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động sau một cái click anh ta đưa điện thoại cho chu càn khôn xem trong ảnh đúng là lạc tú đang dẫm lên ngực chu long sau đó câu nói kia của anh vang lên nếu trên đời này chỉ toàn là kẻ địch thì sao nhỉ nếu thế giới này là địch của tôi tôi sẽ lập tức tiêu diệt cả thế giới này nếu trời đất này là địch của tôi thì lạc vô cực tôi sẽ lập tức tiêu diệt trời đất sau đó là hình ảnh lạc tú dùng một chân dẫm nát chu long Chu Càn Khôn thu lại tất thảy hình ảnh này vào trong đôi mắt lạnh lùng của ông ta, cuối cùng, một ngọn lửa bỗng dâng lên trong lòng bàn tay ông ta, ngay tức khắc, chiếc điện thoại kia tan chảy, biến thành thứ chất lỏng màu đỏ tươi, sau đó chảy qua khe hở ngón tay của ông già, rơi xuống mặt đất vốn đã bị băng lạnh thống trị, bốc lên làn khói màu trắng. Được, rất tốt. Nếu trên đời chỉ toàn kẻ địch thì làm sao? Chu Càn Khôn cười khẩy một tiếng. Đúng là ngé con mới sinh không biết sợ cọp nhỉ người trẻ tuổi quả nhiên rất có nghĩa khí. Đến một kẻ đã gần 200 tuổi như ta đây còn chưa dám nói ra mấy lời ngung cuồng như vậy, vậy mà một thằng nhóc phát mũi chưa sạch lại dám cản rỡ nói ra mấy lời đó. Đây là kiểu cản rỡ gì vậy? Thật ngu dốt và lố bịch, Chu càn khôn đứng khoanh tay, mấy câu nói đó vang lên hệt như tiếng sấm nổ bên tai. Truyền lệnh của ta, gửi thiệp khiêu chiến của ta bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Trong mắt Chu càn khôn sát ý ngập trời ông ta không quan tâm người thanh niên đó là ai cũng không quan tâm người thanh niên đó rốt cuộc có địa vị gì trong mắt ông ta người thanh niên này chết là chuyện không phải nghi ngờ ngay sau khi thiệp khiêu chiến của võ thánh truyền ra nó đã oanh tạc khắp thiên hạ chớp mắt một cái tin tức này đã giải rác khắp nơi vốn dĩ ở trong nước đã có rất nhiều người chú ý tới lạc vô cực bởi vì là người đứng đầu thiên long bảng còn kèm thêm cả danh hiệu nhà giàu số một như vậy cũng đủ để khiến người ta loa mắt. Ngoại trừ một số huyện nhỏ và vùng nông thôn. Còn không, phàm là những gia tộc lớn hay những nhân vật có tên tuổi tầm cỡ đều soi mói về chuyện này. Nhưng thư khiêu chiến của Võ Thánh vừa mới gửi đi, ngay tức khắc, nơi nơi đều dậy sóng ngập trời, người trên khắp cả nước đều trợn mắt há hốc mồm. Những người chưa biết đến thì đi hỏi thăm, biết đến rồi thì chỉ có cảm giác sờn tóc gáy bởi vì trận chiến lần này nhất định sẽ tạo nên một cơn bão lốc đẫm máu. Chớp mắt một cái, tin tức này đã chuyển tới Yên Kinh, tốc độ nhanh đến kinh hoàng. Dường như các gia tộc lớn và các thế lực lớn trên cả nước đều đổ xô ánh nhìn vào Yên Kinh. Bọn họ đang nhìn xem rốt cuộc Lạc Tú sẽ có phản ứng thế nào. Nhưng Lạc Tú lại chỉ đáp lại đúng một chữ. Chiến. Một chữ chiến vừa được gửi đi, người trong cả nước ồ lên, thậm chí một số tu pháp còn phát hoảng lạc tú vậy mà lại dám nhận thư khiêu chiến còn dám thẳng thừng nói chiến ở thời hiện đại thế này mà vẫn nổ ra một trận chiến lớn máu đổ thành sông này có phải là đáng sợ quá rồi không vậy mà lại dám ứng chiến đó chính là thư khiêu chiến của võ thánh đấy hiển nhiên tin tức này ngay lập tức đã tạo nên một cơn gió lốc sau khi tin tức được truyền ra khoảng một tháng sau tại đảo tần hoàng lạc vô cực sẽ đích thân tìm tới tận cửa hơn nữa, không chỉ có vậy, Sở Tài Quyết Vũ Lực cũng ra mặt để có thể xem trận chiến ngày hôm đó. Trận chiến này có thể nói là trận chiến thu hút sự quan tâm trong cả nước. Chương 381, đội ngũ Côn Luân. Trận chiến này gây náo loạn, khắp nơi ồn ào huyên náo, bởi dẫu sao thì cũng là võ thánh, nếu thật sự muốn ra tay đương nhiên sẽ khiến thiên hạ khiếp sợ. Có rất nhiều người đều đang mong đợi thời khắc Lạc Tú bị chê cười, suy cho cùng Lạc Tú vẫn còn quá trẻ. Mới chỉ đầu 20 mà thôi, cho dù anh có chút bản lĩnh thật, nhưng sao có thể theo kịp tiết tấu của một quái vật già gần 200 tuổi chứ? Mà ở một bên khác, Lão Dương đã sắp xếp xong chuyện đi tới Côn Luân. Đúng lúc này, một cô gái để tóc ngắn, mặc trang phục thể thao, điều khiển một chiếc xe địa hình, đằng sau còn có một chiếc xe địa hình nữa bám theo. Cô gái tên là Cẩn Du, chiều cao khoảng mét bảy mấy, thoạt nhìn dáng người thon thả và cao gầy, tuy rằng để tóc ngắn nhưng cũng khó có thể che lấp ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ của Cẩn Du. Chỉ có điều, tuổi cô ta hơi lớn một chút, giờ đã gần 30. Bình thường người ta hay gọi cô ta bằng cái danh giáo sư Du, bởi vì cô ta tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ từ rất sớm, là một tiến sĩ. Lúc này, Cẩn Du quay đầu, nhìn về phía ông già đang ngồi trên ghế lái phụ, ông già này là thông thần giả, một thế hệ tiên nhân tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Bắc. Lão Hoàng, ông thử nói xem lần này lão Dương có ý gì vậy. Cần Du mở miệng hỏi. Cái gì mà có ý gì chứ? Hoàng Trung nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi mắt không hề hé mở dù chỉ một chút, mà Cần Du cũng không ngại, rốt cuộc thân thế lão Hoàng đã lù lù ở đó, địa vị và năng lực đương nhiên xuất chúng hơn người. Và điểm mấu chốt ở đây chính là, đoàn người đi tới Côn Luân lần trước, chỉ có mình lão Hoàng là thành công sống sót trở về. Lão Hoàng, ông đừng giỡn nữa, ý của tôi là, vì sao lần này lão Dương lại nhất quyết chọn một tên nhóc dẫn dắt đội?" Cẩn Du ở bên cạnh mở miệng nói tiếp. Hành trình tới Côn Luân lần này, ngoài mặt thì trông có vẻ là gió êm sóng lặng, nhưng thực tế lại cực kỳ nguy hiểm, phải biết rằng, lần trước đã cử mấy chục cao thủ tới đó. Nhưng kết quả, chỉ có mình lão Hoàng là toàn mạng trở về. Cho nên, với tư cách là cố vấn của đội, cả kể là suy xét dựa trên an toàn của bản thân, Cẩn Du cho rằng người dẫn dắt đội phải là người có sức mạnh tối cao. Hay nói cách khác chính là lão hoàng. Quan trọng nhất chính là lão hoàng là người duy nhất toàn mạng trở về từ nhóm người trước đó, ông ta đã từng có kinh nghiệm. Kinh nghiệm từ một người có thể trở về từ chỗ chết là một điều cực kỳ quý giá. Để lão hoàng dẫn dắt cả đội, đây mới là cách làm chuẩn xác nhất. Nếu giao cho một thằng nhóc chẳng có chút hiểu biết gì dẫn dắt đội, chưa bàn đến những chuyện khác, chỉ tính trên phương diện kinh nghiệm thôi thì e là không thể chỉ đạo được mọi người. Chưa kể chuyến đi này không phải là du lịch, mà là đi tới Côn Luân, nếu xảy ra một chút sai lầm nhỏ, như vậy cũng có thể khiến toàn đội mất mạng. Cho nên Cần Du mới mở miệng hỏi như vậy. Hừ, lão Dương này là đang mượn việc say lúa giết lừa đây mà, đáng lẽ ra lần này phải để sư phụ dẫn dắt đội mới đúng, khi không đi tìm một thằng nhóc tới dẫn dắt đội, mệt mỏi. Một tên cao to, thân hình cỡ 1m8 mấy đi phía sau nói, tóc dài khoảng một tấc, thoạt nhìn trông có vẻ tháo vát hùng dũng, chỉ có điều anh ta hùng hổ ngồi ở nơi đó, trông có chút dọa người. Anh ta tên Đường Huy, là học trò cưng của Lão Hoàng. Nghe nói cũng là một tiên nhân. Phía trên sắp xếp thế nào, thì nhóm chúng ta cứ tuân theo y như vậy. Lão Hoàng lắc đầu, mở miệng nói. Nhưng sâu bên trong nội tâm ông ta lại không nhịn được mà thầm cười khẩy một tiếng, không biết rốt cuộc Lão Dương suy xét thế nào. Cho rằng cử một thằng nhóc phát mũi chưa sạch tới là có thể kiểm soát được tình hình. Hơn nữa, còn một chuyện mà những người khác chưa biết, đó là lão Dương đã lén lút vụng trộm đi tìm ông ta, nói với ông ta là người trẻ tuổi kia cũng là một cao thủ không tầm thường, kêu ông ta kính trọng người đó một chút. Cao thủ? Thế nào gọi là cao thủ? Một người như ông ta mà đi cúi đầu kêu một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi là cao thủ. Có thể cao được đến cỡ nào chứ? Đúng là nực cười mà. Vậy mà lại còn dặn dò ông ta, nói ông ta phải kính trọng đối phương thật đúng là nực cười làm sao, ông ta đường đường là một thông thần giả, ở Đông Bắc ông ta chính là tiên nhân được vạn người kính nể đấy. Ông ta cần phải kính trọng ai chứ? Dựa theo những gì ông ta quan sát, thì Lão Dương chỉ là không muốn ông ta có bất cứ tâm tư ngoài lề nào, nên mới phái một người tới giám sát ông ta mà thôi. Nhưng làm vậy thì có tác dụng sao? Đợi đến khi bọn họ thật sự đặt chân tới Côn Luân, rồi một chuyện ngoài ý muốn bất kỳ nào đó xảy ra, chỉ cần ông ta không ra tay cứu người, thì người trẻ tuổi kia e là sẽ mất mạng ngay lập tức. Nhóm người này bình thường không quan tâm đến thế sự mấy, chỉ vui đầu vào công việc, nên đương nhiên không biết Lạc Tú là ai, nếu nói theo cách khó nghe, thì bọn họ là kiểu người tự tách mình ra khỏi xã hội. Vẫn sống trong thế giới cũ. Hai, chỉ là tôi có chút lo lắng, một người trẻ tuổi cái gì cũng không hay chẳng biết, đến lúc đó lại đứng lên làm chỉ huy, sau đó những người theo sau như chúng ta phải làm theo thì xong rồi. Cần Du thở dài. Đối với sự sắp xếp lần nãy của lão Dương, cô ta thật sự có chút không phục, rốt cuộc thì tiên nhân như lão hoàng thì lại không cần, đi tìm một người trẻ tuổi tới, cái này là thể loại gì vậy? Cẩn Du, cô yên tâm đi, nếu thật sự có nguy hiểm hay chuyện ngoài ý muốn gì đó xảy ra, đến lúc đó sư phụ tôi ắt sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu." Đường Huy ngồi một bên khoanh tay mở miệng nói. "Mà xin phép nói thật, đoàn người chúng ta, không nói đến cô, bản thân là con gái nhưng lại còn là giáo sư khảo cổ chuyên nghiệp còn những người khác thì ai nấy cũng là cao thủ kém nhất cũng tầm cỡ tông sư hoặc là cao thủ đã đạt đến trình độ siêu phàm đường huy mở miệng nói với vẻ ngạo nghễ cô nghĩ rằng đám người chúng tôi sẽ chấp nhận nghe theo sự chỉ đạo của một tên nhóc sao đường huy mở miệng nói với vẻ khinh thường cần du vừa nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu sự thật chính xác là như vậy nhóm người bọn họ đều là những cao thủ thực thụ làm gì có chuyện sẽ nghe theo một tên nhóc xem ra người trẻ tuổi kia đã được định sẵn là sẽ trở thành trò hề suốt dọc đường đi rồi. Cẩn Du thở dài một tiếng, rất nhanh sau đó bọn họ đã di chuyển tới nơi hẹn trước. Xe chạy thẳng tới trước mặt lạc tú rồi dừng lại. Cẩn Du là người xuống xe đầu tiên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy lạc tú, bên cạnh anh còn có một cô gái nhìn thoáng qua trông cực kỳ nhu nhược. Điều này khiến Cẩn Du bất giác nhíu mày. Đây là thiếu gia nhà ai vậy? chẳng lẽ còn định dẫn theo cô gái đó cùng đi tới Côn Luân? Thật sự coi chuyến đi tới Côn Luân này là chuyến du lịch sao? Mặc dù cô ta cũng có con gái, nhưng dẫu sao cô ta cũng là một tiến sĩ, là một giáo sư khảo cổ chuyên nghiệp. Mà cậu thanh niên này lại dẫn theo một cô gái chẳng có ích gì đi, đây là thể loại gì chứ? Có điều, Cẩn Du cũng ngại để mất lòng, vẫn hào phóng vươn tay. Xin chào, Cẩn Du, lần này tôi là cố vấn hành động. Lạc Tú vươn tay, hơi mở miệng nói. Lạc Tú. Nhìn thái độ của Lạc Tú, Cẩn Du có chút không thoải mái. Anh Lạc, anh định dẫn bọn họ đi cùng hay sao vậy? Cẩn Du vẫn muốn xác nhận lại. Đương nhiên, Lạc Tú gật gật đầu. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lão Hoàng từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi trong xe bóng cười khẩy một tiếng, sau đó lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường, không thèm mở miệng nói lời nào. Mà Đường Huy cũng chẳng kém, trên mặt anh ta giờ phút này tràn ngập sự khinh thường nội tâm cười khẩy không ngớt dẫn theo cô gái đó đi cùng đi để tìm chết sao không còn nghi ngờ gì nữa xem ra đây chính là công tử nhà nào đó rồi vừa nhìn thấy như vậy bọn họ đã khẳng định thằng nhóc này chính là gánh nặng tuyệt đối sẽ không có khả năng sống sót trở về anh lạc tôi có chuyện này không biết có nên nói ra hay không cần du nhíu mày mặc dù có thể anh sẽ không quá thích điều này nhưng tôi cần phải nói ra. chương 382, Thanh Biên dị biến. Kỳ thật, trong lòng Cần Du có hơi tức giận, tuy nhiên cô ta vẫn cố gắng giữ phép lịch sự và tỏ ra lễ phép, Cần Du mở miệng nói. Anh Lạc, chuyến đi này của chúng ta không phải đi du lịch, mà là đi chấp hành nhiệm vụ, thậm chí có thể nói là 10 phần chết chín. Nếu anh còn suy nghĩ cho sự an toàn của cô gái này, thì tốt nhất vẫn là đừng dẫn theo cô ấy đi thì hơn. Ừm, tôi hiểu rõ điều này, Thực lực cô ấy cũng không tệ lắm, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Hơn nữa có tôi ở đây rồi, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện. Lạc Tú mở miệng nói với giọng hờ hững. Lời này khiến hàng lông mày của cẩn Du lại càng cao chặt. Anh Lạc, anh cần nghĩ kỹ lại, Cần Du lại mở miệng nói lần nữa. Thực lực của cô ta cũng không tồi. Một cô gái yếu ớt thì có thực lực gì nổi cơ chứ. Mà có anh ở đây, cô ta còn không thể xảy ra chuyện. Chuyện này có khả năng không? Anh thì có năng lực gì mà nói ra lời này? Và quan trọng nhất chính là, cẩn du không muốn lại rước thêm một đứa con ghẻ nữa. Bởi suy cho cùng, nếu rước thêm một gánh nặng nữa, có thể nói nguy hiểm lại tăng thêm một chút, đến lúc đó sẽ càng dễ liên lụy tới mọi người hơn. Nhưng Lạc Tú lại rất kiên định. Không thành vấn đề, có thêm cô ấy lại tăng thêm sức mạnh. Lạc Tú mở miệng nói lại lần nữa. Điều này khiến Cẩn Du giận đến nỗi suýt nữa thì trợn trắng hai mắt, nhưng cuối cùng cô ta vẫn lắc đầu, không nói gì nữa. Bỏ đi, nếu Lạc Tú đã muốn dẫn theo người đi tìm đường chết, vậy thì cứ đi chết thôi, đến lúc đó mọi người chỉ có thể để mặc hai người Lạc Tú mà thôi. Được rồi, đi thôi. Cẩn Du mở cửa xe, sau đó lập tức ngây cả người, có chút khó xử. Theo lý thuyết, ghế phụ là chỗ ngồi của Lạc Tú. Nhưng lão Hoàng lại thản nhiên ngồi trên ghế phụ thậm chí còn không hề có ý định tránh đi, y muốn để Lạc Tú ngồi ở ghế sau, rất rõ ràng là có chút gì đó không thích hợp. Dường như lão Hoàng nhìn ra được sự khó xử của Cẩn Du, vì thế ông ta hạ cửa kính xe xuống, sau đó mở miệng nói: "Thật ngại quá, đội trưởng Lạc, tôi đã lớn tuổi rồi, nên dễ say xe, hay là anh chịu khó ngồi khuất một chút, ngồi ở hàng ghế phía sau." Lão Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói: "Say xe chỉ là một cái cớ." lý do thực thụ là ông ta muốn cho lạc tú hiểu rõ mặc dù lão dương sắp xếp cho lạc tú là người dẫn dắt đội nhưng trong đội ngũ ông ta vẫn sẽ là người định đoạt không thành vấn đề chúng tôi có xe lạc tú cười cười sau đó một chiếc xe địa hình cải tiến chạy tới lạc tú ngồi vào hàng ghế phía sau bên trong có sofa có tủ lạnh rượu vang đỏ và đầy đủ mọi thứ còn huyết thi vương thì lên ghế trước lái xe cần du và lão dương nhìn lạc tú lên xe xong trong lòng họ càng thêm khó chịu, thái độ như vậy thì có chỗ nào là tới Côn Luân thực hiện nhiệm vụ. Rõ ràng chính là đi du lịch. Cái dáng vẻ đó, đi tìm đường chết hay gì? Đã vậy còn là đội trưởng, nếu thực sự nghe theo lời chỉ huy của Lạc Tú, e là bọn họ vừa đến Côn Luân sẽ bị xóa sổ ngay tức khắc. Nhưng nếu phía trên đã sắp xếp như vậy, thì đây chính là mệnh lệnh, bọn họ không dám không phụng mệnh, chỉ có thể vác theo vẻ mặt khó chịu rồi rời đi. Suốt dọc đường đi, xe của lạc tú luôn đi theo phía sau mỗi khi tới một địa điểm nghỉ ngơi lạc tú lại ăn tiêu hết sức xa hoa ví dụ như một bữa cơm ăn bên đường dường như món ăn chỉ toàn thịt cá hơn nữa tất cả đều là món hiếm nhất hoặc là đắt nhất mà đặc biệt hơn vẫn là cô gái đi theo bên cạnh lạc tú kia ăn hết món này đến món khác quả thực là không nhìn nổi một người có thể ăn sạch một bàn đồ ăn mà vẫn chưa đã cơn thèm còn đám người lão hoàng và Cẩn Du thì ngồi riêng trên một chiếc bàn khác ăn cơm. Nhóm người bọn họ, ngoài Cẩn Du, lão hoàng và Đường Huy, còn bốn người nữa. Bảy người bọn họ ngồi chung trên một bàn ăn, ăn một số đồ ăn đơn giản, mà Lạc Tú bên kia thì lại ăn ngon uống ngọt. Hành động này của anh càng khiến nhóm người bọn họ không vừa mắt vị đội trưởng này. Kỳ thực Lạc Tú không hề cố ý, mà là huyết thi vương đã đói bụng, anh chỉ có thể lấy những thứ này lấp đầy dạ dày cô ta nhưng lạc tú cũng hiểu rõ mấy thứ này không thể nào sánh được với máu người lạc tú đây là đang mạnh mẽ ép huyết thi vương kiềm chế bản tính thực thụ nên mới lấy thịt cá ra để làm thức ăn cho huyết thi vương mặc dù thi vương không hề thích nhưng vì có lạc tú ở trước mặt nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời rất nhanh sau đó một tuần sau cuối cùng đoàn người bọn họ đã đi tới gần chân núi côn luân suốt mấy ngày này ngày nào cũng có chuyện kỳ quái xảy ra Đặc biệt là khi càng tới gần Côn Luân, những chuyện lạ lùng thần bí lại càng thêm rõ ràng hơn. Ngày đầu tiên tới gần Côn Luân, thời điểm mặt trời lặn xuống núi, ở nơi chân trời xa xăm, xuất hiện một đám mây màu tím. Ban đầu, mọi người ai cũng nghĩ đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên nào đó do ảnh hưởng khí hậu, nên cũng không để ý nhiều. Nhưng sau đó, khi càng đến gần Côn Luân, loại chuyện như vậy lại càng xuất hiện nhiều hơn. Có đôi khi Đám mây màu tím không xuất hiện lúc mặt trời lặn xuống, ngược lại, đôi khi nó lại xuất hiện tầm giữa trưa. Dù sao thì đây cũng là công việc của Cẩn Du, nên đương nhiên cô ta cũng bắt đầu nghĩ về hiện tượng tự nhiên này, có điều, sau đó cô ta lại cảm thấy có gì đó không đúng. Rốt cuộc thì làm gì có chỗ nào xuất hiện loại mây màu tím như vậy chứ? Cẩn Du đành dừng ven đường để hỏi người Tây tạng ở đây. Người Tây tạng nói, trước đây cũng từng xuất hiện loại mây màu tím kiểu này nhưng sẽ không xuất hiện thường xuyên như thời gian gần đây. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khoảng 3 đến 4 lần trong một năm. Nhưng mà không hiểu tại vì sao mà gần đây loại mây tím kiểu này xuất hiện càng ngày càng nhiều. Và còn thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ quái. Ví dụ, hầu hết người dân Tây Tạng đều sẽ nuôi trâu ngựa, thời điểm một số người dân chăn thả, họ phát hiện trong số đàn ngựa mình thả ra, đột nhiên lại có nhiều hơn một vài con. Mà những loại ngựa này không phải loại ngựa bình thường họ nuôi chúng cao lớn hơn mấy con ngựa bình thường rất nhiều, bầm đẹp lạ thường, trên người chúng còn tỏa ra hơi thở thần thánh. Và điều kỳ quái nhất chính là, chỉ khi người chăn thả rời xa khỏi đàn ngựa mới có thể nhìn thấy, khi người đó tới gần đàn ngựa kiểm tra lại thì không thấy nữa. Chuyện hết sức kỳ quái ở đây chính là, khi đứng xa thì có thể trông thấy, nhưng sau khi đến gần thì chúng lập tức biến mất. Một số người dân chăn nuôi không tin đây là ảo giác, bởi dẫu sao thì làm gì có chuyện xuất hiện ảo giác tập thể bao giờ đâu chứ vì vậy họ đã bày ra cách là để một người đứng ở xa nhìn chằm chằm vào con ngựa đó còn những người khác thì đi gần đàn để bắt giữ chúng nhưng thật không may người đứng ở xa trông thấy rõ ràng con ngựa tốt ấy đang đứng gặm cỏ xanh chỗ đó mà những người đi gần đàn ngựa thì lại chẳng trông thấy bất cứ cái gì đợi đến khi đi xa rồi vừa quay đầu lại phát hiện con ngựa vẫn đứng gặm cỏ chỗ đó thật ra trước đây từng có một truyền thuyết như vậy đó chính chôn một con ngựa làm bằng vàng xuống đất sau một khoảng thời gian dài, hiện tượng kỳ quái này sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, hiện tượng này thường chỉ xuất hiện cố định ở một chỗ. Nhưng đây là vùng Tây Tạng, hơn nữa hiện tượng này không hề cố định ở một chỗ, mà ở một số nơi khác cách xa hàng trăm dặm vẫn xảy ra loại chuyện kiểu này, rốt cuộc đây là do ai làm cho được? Đến cả Lạc Tú cũng phải nhíu mày khi biết hiện tượng thần bí này, xem ra thời gian đang rất cấp tốc. Anh phải nhanh chóng cải thiện việc tu luyện của mình càng sớm càng tốt. Không thể như vậy thêm nữa. Nếu không trong tương lai, ưu thế của anh sẽ mất đi. Mà cần dù có hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra được nguyên cớ vì sao, thậm chí rất nhiều người dân Tây Tạng đều coi đám mây tím kia như một loại thần tích. Cuối cùng, bọn họ cũng tới được chân núi Côn Luân. Nhưng khi họ vừa mới tới chân núi Côn Luân thì đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bởi vì có người chết. Chương 383, cái chết ập đến lúc mọi người đến dưới chân núi côn luân thì mặt trời đã ngả về tây sau khi trời tối mọi người không thể tiến vào núi được nữa dù gì ban đêm cũng dễ xảy ra điều bất chắc vì thế đám người cần du bắt đầu dựng lều ở bên ngoài bọn họ đã sớm chuẩn bị ổn thỏa rồi lạc tú bước xuống xe vận động gân cốt thấy một đám người bắt đầu nhóm lửa dựng lều thì không khỏi cau mày dù gì anh cũng tu đạo vạn năm không biết đã đi giã ngoại bao nhiêu lần Do đó có rất nhiều thứ đã không thể nói là kinh nghiệm mà là thói quen. Rõ ràng, ngủ ngoài trời là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Thế là Lạc Tú lên tiếng nhắc nhở. "Giáo sư Cẩn, tôi đề nghị chúng ta hãy ngủ trong xe một đêm, có lẽ bên ngoài sẽ nguy hiểm hơn." Nhưng Cẩn Du còn chưa kịp lên tiếng, Đường Huy đang đứng bên cạnh đã cười khẩy. "Anh cảm thấy nhóm cao thủ chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm à?" Ngay cả Cẩn Du cũng lắc đầu. Đây mới chỉ là chân núi mà thôi, làm gì có nguy hiểm chứ? Hơn nữa đâu chỉ có bọn họ dựng lều qua đêm dưới chân núi. Mà rất nhiều người đến Côn Luân du ngoạn cũng làm như thế. Chuyện đề cử đẻ thuê cho phương thiếu, nhưng chưa từng xảy ra nguy hiểm gì, quan trọng hơn là xe của bọn họ không có thoải mái như xe của Lạc Tú, làm sao có thể qua đêm ở trong xe được. Đội trưởng Lạc, mấy người lão hoàng đều là cao thủ, thấp nhất cũng là tông sư cho dù có dã thú gì, cũng có thể giết người bằng một chiếc lá. Cần Du giải thích, nhưng trong lòng cô ta lại thầm thở dài, người thoạt nhìn giống như cậu chủ nhà giàu, còn dẫn theo người hầu đi du lịch như lạc tú, làm sao biết được thế nào là tông sư. E rằng anh còn chưa từng nghe qua, huống chi là hiểu rõ rốt cuộc tông sư lợi hại đến cỡ nào. Ngay cả lão Hoàng đang đứng bên cạnh cũng lắc đầu, lần này không biết lão Dương suy nghĩ thế nào, mà cử người như thế này đi mặc dù lão hoàng cực kỳ coi thường lạc tú nhưng bị vướng mặt mũi đành phải lên tiếng đội trưởng lạc lo xa rồi có tôi ở đây làm sao có thể xảy ra chuyện thấy lạc tú muốn nói lại thôi lão hoàng khinh bỉ nói chẳng lẽ đội trưởng lạc nghi ngờ thực lực của tôi lạc tú nghe ông ta nói thế thì không nói gì nữa mà dứt khoát chui vào xe một số người sau khi chịu thiệt mới có thể hiểu rõ lời hay khó mà khuyên nhủ ma quỷ Đám người lão hoàng nhìn thấy lạc tú đi vào thì một người cao gầy, mặt sẹo ở trong đó không khỏi liên tục cười khẩy. Anh ta tên là Nhậm Quân, cũng là cao thủ tông sư, mặc dù không hoạt động trong giới giang hồ, nhưng lại là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới quốc gia. Nhất là công phu hành luyện, đã luyện đến trình độ đau thương bất nhập, da thịt khắp người đều hiện lên màu đồng thau, rất có cảm giác thiết bố sam. Nhưng chính vì thế, anh ta càng coi thường chàng trai có vẻ ngoài trắng trẻo, tay chói gà không chặt như lạc tú không thể chịu đựng chút khổ sở hơn nữa còn nhát gan như vậy hai không biết lần này lão dương suy nghĩ thế nào chỉ mới ở dưới chân núi mà thằng quát con này đã sợ hãi như vậy rồi nếu thật sự tiến vào núi gặp phải nguy hiểm chẳng phải sẽ sợ đến mức tè ra quần hay sao hơn nữa anh ta còn làm đội trưởng của chúng ta thật nực cười nhậm quân đứng bên cạnh mỉa mai tiểu nhậm cậu bớt nói lại đi lão hoàng đi tới vỗ vai nhậm quân nói nhưng trong lòng ông ta cũng coi thường lạc tú thật nhát gan lão hoàng tôi không hiểu dựa vào cái gì mà một thằng ngoắt con như này lại làm đội trưởng của chúng ta nhậm quân bất mãn hỏi bàn về thực lực lai lịch và kinh nghiệm làm sao có thể so bì với ông bỏ đi tiểu nhậm cứ để sự thật lên tiếng đi lão hoàng an ủi mọi người hãy nghỉ ngơi sớm một hút để bồi dưỡng tinh thần có lẽ ngày mai sẽ rất nguy hiểm. Lão Hoàng nói, dù gì tôi cũng không nghe theo lời chỉ huy của anh ta. Nhậm quân vẫn không chịu phục. Rồi anh ta bất mãn cúi đầu, chui vào trong lều đã được dựng sẵn. Trên thực tế, ngoài anh ta ra, gần như cả đội đều không có ai chịu phục lạc tú. Mọi người đều cảm thấy, cứ một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch đến chỉ huy đám cao thủ bọn họ thật sự hoang đường và khôi hài. Anh có tư cách đó không? tất nhiên lão hoàng cũng biết điều này nhưng dù gì cũng bị vướng mặt mũi của lão dương bằng không ông ta đã sớm vung cái tát để thằng nhãi vắt mũi chưa sạch kia cút đi còn muốn dẫn dắt cả đội ư cậu ta không trở thành gánh nặng của bọn họ đã tốt lắm rồi nghĩ đến đây lão hoàng cũng tự mình chui vào trong túi ngủ nghĩ đến ngày mai sẽ rất khó khăn không ngờ lại ngủ thiếp đi tiếng côn trùng kêu vang cả thế giới dần trở nên yên tĩnh tất nhiên người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường chính là lạc tú, bởi vì hai tiếng sau bên ngoài ngày càng yên tĩnh đến nỗi không còn một chút âm thanh nào. lạc tú cao mày đang định đi ra ngoài xem thử thì một tiếng hét thảm thiết bỗng vang lên. á, cứu tôi với! âm thanh bỗng im bặt, mọi người vội vàng thức dậy. lạc tú mở cửa xe nhảy ra ngoài, đám người lão hoàng đã xếp thành một vòng tròn đợi lạc tú bước vào xem xét người chết không ai khác mà chính là nhậm quân hơn nữa anh ta chết rất thê thảm như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ bị dọa đến chết khiếp nhưng sau lưng lại có một vết thương lớn máu chảy đầm đìa như thể đã bị dã thú nào đó cào rách ngay cả lão hoàng cũng hơi ngạc nhiên phải biết rằng nhậm quân là tông sư hoành luyện tất nhiên tông sư hoành luyện am hiểu nhất là phòng ngự cả người đau thương bất nhập rõ ràng dã thú bình thường không thể tổn thương đến anh ta Cộng thêm giã thú làm anh ta bị thương cũng rất kỳ lạ, sau khi anh ta phát ra tiếng hét thảm thiết, lão hoàng là người đầu tiên thức dậy, nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Rốt cuộc đây là thứ gì mà có thể giết chết tông sư hoành luyện chỉ trong một đòn? Phải biết rằng, tông sư đã đến trình độ thở ra cũng có thể giết người, hái lá cũng có thể tổn thương người khác. Cho dù gặp phải hổ, cũng không bao giờ là đối thủ của tông sư. Rốt cuộc đó là thứ gì mà có thực lực mạnh mẽ đến thế? Lão Hoàng xa sầm mặt, đám người Cẩn Du và Đường Huy cũng thế, dù gì ban nãy Lạc Tú cũng đã nhắc nhở bọn họ. Anh đã bảo bọn họ hãy nghỉ ngơi ở trong xe, nhưng Lão Hoàng lại luôn miệng nói rằng Lạc Tú đang nghi ngờ thực lực của ông ta đúng không? Bây giờ, một thứ gì đó không biết tên đã giết chết nhậm quân ngay dưới mi mắt của ông ta, chẳng khác nào đang vả vào mặt ông ta. Đây mới là điều khiến Lão Hoàng càng khó chịu hơn. Mà lúc này, Huyết Thi Vương đã đi xuống, vừa mới đến gần, lạc tú đã lấy tay che mắt huyết thi vương lại rồi đẩy huyết thi vương quay về xe ý định ban đầu của lạc tú là dù gì gần đây huyết thi vương cũng đang kiềm chế bản tính nếu nhìn thấy thi thể máu chảy đầm đìa sẽ khó mà nhịn được nữa nhưng trong mắt đám người cần du không khỏi khinh thường lạc tú hơn mặc dù bọn họ đã có một người chết nhưng nhìn thấy hành động này của lạc tú rõ ràng là không muốn để cô gái kia phải sợ hãi nên mới không cho cô ta xem nếu là vậy thì chút tố chất tâm lý cũng chẳng có. Chẳng phải ngày mai khi tiến vào Côn Luân sẽ liên lụy đến mọi người hay sao? Nghĩ đến đây, lão Hoàng cũng không thể nhịn được, nên tiến về phía xe của Lạc Tú. Chương 384, liên tục ngờ vực. "Đội trưởng Lạc, tôi cảm thấy cậu vẫn nên dẫn cô gái kia quay về đi. Tôi nói thật, nếu ngay cả người chết cũng không thể nhìn thấy, vậy thì tốt nhất hai người nên quay về đi." Lão Hoàng nói thẳng ông ta đâu có tốt bụng nghĩ đến sự an toàn của hai người như thế chẳng qua là vì ông ta sợ lạc tú và cô gái kia liên lụy đến bọn họ mà thôi nhưng lạc tú không trả lời câu hỏi của ông ta mà phản bác lại người kia vốn không cần phải chết chỉ một câu nói nhưng lại giống như một cái tát dáng thẳng xuống mặt lão hoàng dù gì lão hoàng cũng đang để tâm đến chuyện này bây giờ lạc tú lại nói ra câu này chẳng khác nào đang vả vào mặt ông ta đường huy nghe vậy thì nhất thời nổi giận Siết chặt nắm đấm, đi về phía xe của Lạc Tú. Vậy thì anh cũng nên hiểu rõ, anh ta là tông sư nhưng cũng gặp nguy hiểm. Nếu anh đi theo chỉ liên lụy đến chúng tôi mà thôi." Đường Huy vừa nói vừa duỗi tay mở cửa xe ra. Anh ta muốn dạy cho Lạc Tú một bài học về cách ăn nói. "Tôi vẫn nói câu đó, anh ta vốn không cần phải chết, nếu mấy người chịu nghe lời tôi." Giọng nói của Lạc Tú truyền ra bên ngoài. Đường Huy hoàn toàn nổi giận bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị dùng sức nhưng lão hoàng lại vươn tay ngăn cản đường huy rồi nháy mắt ra hiệu với đường huy bọn họ nhanh chóng bỏ đi mặc kệ cậu ta đi lời hay khó mà khuyên nhủ ma quỷ nếu cậu ta đã muốn chết thì chúng ta đâu cần phải ngăn cản lão hoàng nói ban đầu nếu lạc tú không nói câu đó vì bị vướng mặt mũi có lẽ ông ta sẽ ra tay cứu lạc tú khi anh gặp nguy hiểm nhưng mới nãy lạc tú đã nói ra câu đó khiến ông ta hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ này nếu cậu khăng khăng muốn chết vậy thì cứ việc để xem đến lúc đó cậu có cầu xin tôi cứu cậu hay không dù gì câu nói ban nãy của lạc tú đã thật sự vả vào mặt ông ta ông ta đã sống lâu như vậy nhưng chưa bao giờ mất mặt như thế cần du cũng lắc đầu quả thật ban nãy lạc tú không nên nói câu đó ra dù thế nào anh cũng phải nể mặt lão hoàng chứ không phải vả vào mặt ông ta như thế Giới trẻ ngày nay đúng là không biết quan hệ giữa lợi và hại, một khi đắc tội với lão hoàng, đợi đến khi thật sự tiến vào núi, liệu lão hoàng có ra tay cứu anh không? Đến lúc đó bảo anh khóc cũng đã muộn màng rồi. Nghĩ đến đây, Cần Du ngày càng thất vọng về lạc tú, ngay cả cách làm người cũng không biết, còn đòi dẫn dắt cả đội. Thật nực cười. Sau một hồi ẩm ý, đám người lão hoàng cũng không còn tâm trí để đi ngủ nữa, dứt khoát cử hai người mang thi thể của nhậm quân đi chôn ở gần đó, rồi đám người bắt đầu tán gẫu, đồng thời bọn họ cũng cử người đứng canh gác ngộ nhỡ xảy ra án mạng nào nữa lão hoàng sẽ thật sự mất mặt nhưng lúc trời vừa hửng sáng một người đàn ông cao gầy trên mặt còn có một vết sẹo tay cầm hai con thỏ rừng từ xa đi tới đó chính là nhậm quân hai người đứng canh nhìn thấy nhậm quân đi tới thì ra đầu nhất thời tê dại hét lớn đám người lão hoàng cũng quay đầu lại ai cũng cảm thấy sởn gai ốc sao thế Nhậm Quân sách hai con thỏ ngạc nhiên nhìn đám người lão hoàng. "Chẳng phải anh đã chết rồi à?" Cẩn Du hơi trợn mắt há mồm nhìn Nhậm Quân, nhưng sau lưng Nhậm Quân là mặt trời, chiếc bóng đổ xuống đất, rõ ràng chính là người sống. "Cô đang nói bậy bạ gì thế?" Nhậm Quân nghi ngờ hỏi. "Tối qua tôi không ngủ được, nên ra ngoài tìm kiếm dã thú, không ngờ lại bắt được hai con thỏ sau khi chạy một quãng đường dài." Nhậm Quân cười híp mắt nói. "Cậu là Nhậm Quân thật ư?" Lão Hoàng nghi ngờ hỏi: "Tất nhiên rồi, lão Hoàng, ông có còn nhớ chuyện ở khách sạn Rose trước khi chúng ta xuất phát không?" Nhậm Quân nhắc nhở. Vừa dứt lời, lão Hoàng càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, bởi vì chỉ có ông ta và Nhậm Quân mới biết được chuyện đó, còn mấy người khác thì không bao giờ biết. "Chẳng lẽ người trước mặt thật sự là Nhậm Quân, vậy lúc nãy bọn họ đã chôn ai?" Lúc nãy bọn họ đã kiểm tra, quả thật người chết là Nhậm Quân, hoàn toàn không có chuyện nhầm lẫn nghĩ đến đây lão hoàng liền nháy mắt đường huy đi đến chỗ vừa mới trôn nhậm quân bỗng rậm mạnh xuống đất nhất thời bụi bay mù mịt hố sâu vừa mới trôn nhậm quân nhanh chóng hiện ra nhưng điều khiến người khác cảm thấy khiếp sợ hơn đã xảy ra trong hố sâu trống trơn chẳng có thứ gì cả đừng nói là thi thể dù là một sợi tóc cũng không có nhưng lúc nãy bọn họ đã tận mắt nhìn thấy hai người khiêng nhậm quân vào trong rồi lấp lại nhưng chỉ trong nháy mắt người đã biến mất không còn bóng dáng đúng lúc này lạc tú cũng bước xuống xe nhìn thấy nhậm quân thì khẽ cao mày người chết vào đêm qua là thật bởi vì hơi thở là của con người nhưng bây giờ chắc chắn người đứng ở đây cũng là con người hơi thở này không thể lẫn vào đâu được ngay cả lạc tú cũng không thể phân biệt nhưng khóe miệng của lạc tú lại khẽ cong lên bọn họ còn chưa tiến vào núi mà mọi việc đã trở nên thú vị rồi cậu là quân tử thật ư đường huy lại nghi ngờ hỏi còn có thể là giả sao nhậm quân sách hai con thỏ trong tay trong đó có một con sau lưng có vết thương giống hệt như nhậm quân đã chết đường huy ngẫm nghĩ ngày càng cảm thấy sởn gai ốc nếu người trước mặt thật sự là nhậm quân vậy người mà bọn họ vừa mới trôn là ai hơn nữa tại sao chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng khoan đã chuyện này cần phải đưa ra quyết định lão hoàng đứng bên cạnh nói ông ta tin rằng người trước mặt chính là nhậm quân dù gì chuyện ở khách sạn rose cũng đủ chứng minh rồi tôi đề nghị tốt nhất là đừng cho anh ta đi theo chúng ta nữa lạc tú đứng bên cạnh nói nhưng nhậm quân nghe xong thì cười khẩy ngay hừ chẳng lẽ tôi lại thua kém người phụ nữ đi theo anh nhậm quân mỉa mai hàm ý rất rõ ràng đó chính là lạc tú đang dẫn theo một gánh nặng nhưng lạc tú lại không bận tâm ngược lại rất nghiêm túc đáp quả thật anh không thể so bì được. Dù gì người đi theo anh cũng là huyết thi vương, bàn về thực lực, e rằng lão hoàng cũng còn thua kém, đương nhiên là anh ta không thể so bì được. Hơn nữa mặc kệ nhậm quân trước mặt là thật hay giả, vì sự an toàn, anh ta không còn thích hợp để tiếp tục đi theo bọn họ nữa. Dù sao thì một nửa khả năng nhậm quân trước mặt là giả. Nếu để người như vậy trà trộn vào, rõ ràng đây là một chuyện rất nguy hiểm. Nhưng Lạc Tú vừa mới dứt lời, mọi người đều khẽ cao mày anh tiểu nhậm lão hoàng ngăn cản nhậm quân không thể so bì với cô gái bên cạnh lạc tú ư tốt xấu gì nhậm quân cũng là tông sư hoành luyện đường đường chính chính làm sao có thể thua kém cô gái kia đây đúng là lời sỉ nhục đối với tông sư lão hoàng cao mày ngày càng không thích lạc tú đúng là không biết trời cao đất rộng cuối cùng lão hoàng vẫn lựa chọn dẫn nhậm quân ở trước mặt theo dù gì ông ta cũng không muốn tin tưởng lời nói của Lạc Tú. Lạc Tú bất đắc dĩ lắc đầu, anh thật sự muốn vứt bỏ đám người này, bởi vì trong mắt anh, đám người này mới thật sự là gánh nặng. Nhưng dù gì anh cũng phải dựa vào Lão Hoàng và Cẩn Du để dẫn đường, nên Lạc Tú chỉ có thể bất đắc dĩ. Đám người đi về hướng khác, thực ra Côn Luân có tới mấy lối vào, mà Cẩn Du và Lão Hoàng đã chọn lối vào ở phía Bắc. Sau khi đến lối vào, Lạc Tú khẽ cau mày, từ tốn nói. Nếu không thì chúng ta đổi sang lối vào khác đi. Lần này, cuối cùng Cẩn Du cũng không thể nhịn được nữa. Chương 385, tiến thoái lưỡng nan. Đội trưởng Lạc, nếu anh sợ thì anh cứ quay về đi, hơn nữa tôi cảm thấy có những chuyện tốt nhất là anh nên biết rõ một chút." Cẩn Du bất mãn nói. "Đây là con đường an toàn nhất, còn những con đường khác đều rất nguy hiểm. Đây là kinh nghiệm mà rất nhiều người đã hy sinh tính mạng để đổi lấy, mong anh hãy tôn trọng bọn họ." Cần Du bày tỏ lòng bất mãn của mình. Một thằng quát con chẳng hiểu chuyện gì như anh thì có thể chỉ huy cái gì. Nếu đi theo con đường khác, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó có lẽ sẽ hại chết mọi người. Lạc Tú lắc đầu, không nói gì nữa, anh đã cảm nhận được, con đường này rất nguy hiểm. Nhưng anh không muốn giải thích và tranh cãi với đám người này, anh chỉ muốn tốt cho bọn họ mà thôi. Dù gì lối vào này cũng chưa đủ uy hiếp đến anh và huyết thi vương. Nhưng nếu đám người này không chịu nghe thì anh cũng sẽ không nói gì thêm, mặc dù anh có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho mọi người, nhưng đám người này cũng phải đồng ý mới được chứ. Nếu bọn họ đã không muốn nghe, vậy thì Lạc Tú cần gì phải tự mình đa tình, kiên trì đến cùng. Một tông sư mập mạp ở trong đó lắc đầu, lão Dương cố ý tìm người này tới để quấy rồi, đúng không? "Đội trưởng Lạc, tôi cảm thấy mình cần phải nói rõ cho anh biết, sau khi tiến vào sẽ rất nguy hiểm." không ai dám bảo đảm an toàn cho người khác, do đó, bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp. Tông sư mập mạp đó tên là Vương Trí. Tôi nói thẳng, chúng tôi không hy vọng, đến lúc đó anh sẽ trở thành gánh nặng của mọi người. Cuối cùng Vương Trí cũng nói toạc ra. Nhưng Lạc Tú lại lắc đầu nói. Mấy người cứ chăm sóc tốt cho bản thân là được, đừng bảo tôi ra tay bảo vệ mấy người, là tôi đã cảm ơn trời Phật rồi. Nhưng anh vừa mới dứt lời, Lão Hoàng đã quay đầu lại, không muốn nhìn lạc tú nữa. thế nào là không biết trời cao đất rộng, chính là người này. rõ ràng mình là gánh nặng, vậy mà còn muốn người khác đừng liên lụy mình, thật nực cười. đúng là quá đề cao bản thân. lão hoàng đã không còn gì để nói với lạc tú, nên chẳng muốn nói gì nữa. ông ta dứt khoát dẫn người đi vào. vương trí định nói gì đó, nhưng lão hoàng đã kéo vương trí đi. cẩn du cũng lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo lão hoàng để lại lạc tú ở phía sau lạc tú cũng không để tâm đôi khi lời nói không sự thật này càng có sức thuyết phục hơn anh thật sự sợ đám người ngu xuẩn này sẽ liên lụy đến mình nhưng rõ ràng đám người kia không nghĩ như thế ngược lại còn cảm thấy anh và huyết thi vương là gánh nặng lạc tú chẳng thèm để tâm nữa mà đi theo sau bọn họ cần du đi phía trước thở dài con người thật sự cần phải tự mình biết mình rõ ràng người bị ghét bỏ là anh Vậy mà anh vẫn còn mặt mũi chê bai người khác. Đợi lát nữa nếu anh gặp phải nguy hiểm, để xem anh có còn có thể nói ra câu này hay không. Mọi người bước vào sơn cốc, bắt đầu tiến sâu vào Côn Luân. Côn Luân thật sự quá thần bí. Dù gì cũng có quá nhiều truyền thuyết về Côn Luân. Hơn nữa, rõ ràng bọn họ vừa mới đi vào đã gặp phải chuyện kỳ lạ. Xung quanh dần dần xuất hiện mây mù màu tím, trên ngọn núi trơ trụi, có mấy nơi còn có tuyết đọng, dưới ánh sáng mặt trời luôn có tia sáng sạc sỡ trói mắt phản chiếu lại. Cũng may mọi người đã sớm chuẩn bị kính dâm, bằng không rất dễ xảy ra hiện tượng quáng tuyết. Nhưng bọn họ luôn cảm thấy trên vách đá ở hai bên, có rất nhiều bóng người trong tia sáng đó, như thể có bóng người đang bay lượn xung quanh. Sau khi đi tầm một tiếng, sương mù màu tím ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa còn bắt đầu có bão tuyết. Bão tuyết cực kỳ lớn, cuối cùng bão tuyết ngập trời, một cơn cuồng phong thổi tới, Vương Trí và Nhậm Quân đã tách khỏi đám người Cần Du. Còn Lạc Tú, đâu còn ai có tâm tư quản hai người. Lần này bọn họ đã hoàn toàn lạc mất phương hướng, dù gì Cần Du cũng chỉ là một cô gái bình thường, không thể chống đỡ nổi bão tuyết và thiếu dưỡng khí. Cô ta vừa há miệng hít dưỡng khí, vừa tìm kiếm nơi để tránh bão tuyết ở xung quanh. Cũng may, đám người Lão Hoàng và Đường Huy vẫn đang ở đây, nhưng Vương Trí và Nhậm Quân đã bị tách ra. Bọn họ đi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng phát hiện ra nhậm quân và vương trí đang ở phía trước. Thậm chí còn phát hiện ra hai người lạc tú. Nhưng điều khiến người khác hơi ngạc nhiên là bọn họ đi tới phía trước bằng cách nào. Hai người lạc tú đang ở phía trước tụ họp với đám người cần du. Còn nhậm quân và vương trí thì tách ra. Nhậm quân đang đứng phía sau một ngọn đồi. Còn vương trí đang đứng trong một hang động. Lúc này, hai người đang đối mặt nhau từ xa. Vương trí nhìn thấy đám người lão hoàng thì hét lớn mọi người mau đến đây đừng đi qua đó anh ta đã chết rồi thi thể của anh ta đang nằm ở bên kia chân núi không ngờ vương trí lại nói nhậm quân đã chết rồi hơn nữa còn phát hiện ra thi thể của nhậm quân đừng nghe anh ta nói lung tung chính anh ta mới là người đã chết rồi lão hoàng ông phải tin tôi nhậm quân hét lớn thậm chí bão tuyết cũng đã che khuất mọi người mau đến đây vương trí lại vẫy tay lần này đám người lão hoàng hơi do dự mặc dù ông ta đồng ý dẫn theo nhậm quân nhưng chuyện ở dưới chân núi đã khiến mọi người không còn tin tưởng nhậm quân nữa dù gì nhậm quân cũng đã chết một lần rồi còn vương trí thì dễ tin tưởng hơn nhưng lời nói của vương trí có thật sự đáng tin như vậy không dù sao cũng chẳng ai biết rõ ngộ nhỡ vương trí đang nói dối cái chết của nhậm quân lúc trước chỉ là một cái bẫy thì sao nếu mọi người cứ thế tin tưởng vương trí ngược lại sẽ rơi vào bẫy nhưng chuyện này cũng không khả thi cho lắm lần này lão hoàng và cẩn du đã hoàn toàn mơ màng bọn họ nên tin tưởng ai và không nên tin tưởng ai nhưng bão tuyết ngày càng lớn bọn họ không thể đứng đây rằng co mãi được đúng lúc này vương trí lại lớn tiếng nói lão hoàng nhậm quân kia là giả anh ta đã chết thật rồi ban nãy tôi thật sự đã nhìn thấy thi thể của anh ta lão hoàng cẩn du đây là một cái bẫy hai người phải tin tưởng tôi Nhậm quân cũng hét lớn. Lần này, Cẩn Du, Lão Hoàng và Đường Huy thật sự dối tung lên, liên tục ngờ vực, tin tưởng người này mà không tin tưởng người kia đều không ổn thỏa cho lắm. Cả hai đều không đáng tin, tốt nhất là chúng ta nên đi thôi. Lạc Tú nói, không được, ngộ nhỡ một trong hai người là thật, nếu cậu ta bị tôi bỏ lại ở chỗ này, đợi sau khi tôi rời đi, cậu ta thân cô thế cô sẽ chết chắc. Lão Hoàng dối dám nói, suy nghĩ này của cậu thật ích kỷ lão hoàng bất mãn nói nếu ông tin tưởng bọn họ ngộ nhỡ có sai sót gì sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm đây mới là suy nghĩ ích kỷ lạc tú lắc đầu nói nếu không phải trước khi đi lão dương đã liên tục nhắc nhở lạc tú đừng so đo mà hãy chăm sóc tốt cho đám người này e rằng bây giờ lạc tú đã sớm tát bay ông ta rồi đúng là một lũ ngu xuẩn nhưng rõ ràng đám người lão hoàng không chịu nghe lời lạc tú đội trưởng lạc anh đừng gây thêm rắc rối nữa cẩn du nói nếu lúc trước mấy người chịu nghe lời tôi đừng dẫn nhậm quân theo thì bây giờ sẽ không phải khó xử như thế lạc tú xua tay nói nếu bọn họ sớm chịu nghe lời anh làm sao có thể xảy ra chuyện khó xử như vậy câu nói này đã khiến lão hoàng nhất thời đỏ mặt quả thật là thế nếu ban nãy ông ta không dẫn nhậm quân theo sẽ không xuất hiện vấn đề tin tưởng này nhưng lạc tú càng nói như thế lão hoàng càng không vui dù gì ông ta cũng giống như bị lạc tú vả vào mặt lần nữa. Mặc dù Lão Hoàng và Cẩn Du do dự, nhưng cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Bọn họ lựa chọn tin tưởng vương trí. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 385.